Xin chào Thầy Hiếu, xin chào tất cả anh em trong group. Mình là Huy, tên đầy đủ là Vì Quang Huy. Mình có kênh YouTube là Vì Quang Huy. Rất vui và khi được làm quen với các bạn. Nghề nghiệp chính của mình các bạn đã thấy rồi, làm nông dân. Hôm nay đi bón phân cùng mẹ. Mẹ mình đang bón phân bên kia. Thực ra mình cũng quay clip ở nhà rồi, nhưng mà mọi người trong nhà nói ngại quá nên ra đây nói cho nó thoải mái. Trời nắng quá, làm nghề nông dân vất vả lắm. Đây là quê hương của mình. Mình đang sống ở Sơn La. Đây, cho các bạn ngắm cảnh vùng quê hương của mình. Đây là cánh đồng Mường Tấc, cánh đồng lớn thứ ba của vùng Tây Bắc. Mình đang quay clip này tự dưng thấy con ếch đang kêu dép dép. Chắc có chuyện gì xảy ra cho các bạn xem đó. Kia kia, các bạn thấy con ếch đây này, nhảy đây này. Chắc chắn là có rắn rồi. Chào các bạn nhé. Rất vui khi làm quen với các bạn.